Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Liên quan đến vụ việc một căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đổ sập sau cơn mưa lớn. Anh Đinh Công Thắng, 31 tuổi, ở tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, chủ nhân căn biệt thự cho biết đến bây giờ bản thân vẫn chưa hết hoảng hốt. Chủ căn biệt thự bị sập cho biết, hôm 23 tháng 7 trời mưa cả ngày các chị của anh và các cháu đã về nhà mẹ chơi, ăn cơm tối và ngủ lại với gia đình. Anh Thắng kể, lúc ấy khoảng 4 giờ, chị gái thứ ba thức giấc gọi tôi và mẹ. Mấy mẹ con ra đầu nhà kiểm tra, thì thấy gạch ở bờ kè rơi xuống, căn nhà sau đó rung lắc. Tôi vội chạy vào gọi cả nhà thức dậy, rồi tất cả chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã, di tản sang nhà họ hàng cách đó khoảng 1 km. Sau khoảng 15 phút, một tiếng động lớn phát ra giữa không gian tối mù mịt đã phá vỡ không gian tĩnh mịch của vùng quê hẻo lánh. Cả gia tài tiền tỷ của anh Thắng chỉ còn đống đổ nát. Xót xa trước cảnh mất trắng căn nhà giá trị, những người trong gia đình của anh chỉ biết khóc giữa trời mưa tầm tã. Dù xót xa trước căn biệt thự bị đổ sập, nhưng anh Thắng vẫn tự trấn an tinh thần bản thân và mọi người trong gia đình khi nói rằng căn biệt thự giá trị lớn nhưng có thể làm lại và khẳng định gia đình anh quá may mắn vì nếu chị gái anh không khó ngủ, thức dậy gọi có lẽ tất cả những người có ở nhà ngày hôm ấy đã bị vùi lấp. Được biết, căn biệt thự được anh Thắng xây tháng 5 năm 2021 với phần lưng dựa vào vách đồi, chi phí 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn đã cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành khắc phục hậu quả. Về nguyên nhân khiến căn biệt thự đổ sập, trao đổi với báo giao thông, ông Đinh Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất đá ở trên núi sạt lở xuống, tạo áp lực vào ngôi nhà, từ đó dẫn đến sự cố. Từ đêm 23 tháng 7 đến sáng 24 tháng 7, tại thành phố Sơn La đã xảy ra mưa lớn diện rộng, làm nhiều khu vực tuyến đường trong thành phố ngập nặng. Nước cuồn cuộn đổ các khu vực trũng thấp ở trung tâm thành phố Sơn La. Khu vực đường Trường Trinh, khu Vincom, đường Hoàng Quốc Việt, đường Giảng Lắc bị ngập sâu, giao thông ách tắc nước tràn vào nhà dân, có đoạn nước dâng cao 70cm đến trên 1m. Nước chảy ào ào trên tuyến đường Trường Trinh, phường Quyết Thắng khiến tài xế phải lao ô tô lên vỉa hè, không dám di chuyển. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng giao quân hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, trưởng phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay trong đêm khi xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập úng nhiều nơi, đơn vị đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ hỗ trợ nhân dân. Trong đêm, lực lượng công an Sơn La đến từng xóm từng nhà để hỗ trợ dân. Chị Nguyễn Vân Anh ở đường Trường Trinh, thành phố Sơn La cho biết, nước dâng nhanh trong đêm nên gia đình chị bất lực nhìn đồ đạc bị nước nhấn chìm. Chị Vân Anh chia sẻ khu vực đường Trường Trinh ngập sâu đến ngang lưng, khiến gia đình tôi bị mắc kẹt, nhiều đồ đạc trong nhà bị hỏng hóc. Rất may, lực lượng chức năng có mặt kịp thời đưa gia đình tôi đến nơi an toàn. Một người dân sinh sống tại thành phố Sơn La nói, do mưa quá lớn, nước dâng cao, lại sống một mình nên tôi không thể di chuyển được. Nếu hôm nay không có lực lượng công an hỗ trợ, tôi không biết phải chạy lũ thế nào. Đến sáng 24 tháng 7, trời vẫn mưa tầm tã, nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Sơn La giao thông tê liệt, người dân không thể di chuyển. Cơ quan chức năng cùng người dân cứu hộ nhiều xe máy chìm trong biển nước. Hiện chính quyền cùng lực lượng các địa phương đang tập trung ứng phó với mưa lũ và thống kê thiệt hại. Theo dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp tục kéo dài, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, đôn đốc các xã thị trấn tăng cường thực hiện công tác phòng chống thiên tai, thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân cảnh giác, theo dõi tình hình bão lũ, kịp thời có các biện pháp ứng phó. Đồng thời, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban của huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhanh chóng kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại khu vực có nguy cơ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn, huy động phương tiện, máy móc tiến hành khắc phục sạt lở đất đá tại tuyến quốc lộ tỉnh lộ nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân. Ngành chức năng tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Pinjuan Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa 23 tháng 7. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận tình trạng cấp cứu 63 ca. Hiện tại, tình trạng của người bệnh đã ổn định, đang theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 48 ca. Các ca nhẹ đã ổn cho về theo dõi 15 ca. Theo chị Lê Thị Trúc Ly, công nhân của công ty đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, bữa ăn trưa gồm cơm với thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, canh rau do đơn vị bên ngoài công ty cung cấp. Cơm có mùi hôi nhớt. Sau khi ăn cơm với thịt kho đậu hũ khoảng 20 phút, chị Ly có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Sau đó chị Ly có dấu hiệu tê môi, miệng, lưỡi, mặt. Anh Phạm Văn Thái, công nhân của công ty cũng có biểu hiện tương tự sau khoảng 30 phút ăn cơm với sườn kho dứa. Tương tự, chị Ngô Thị Kim Dung cho biết, trong lúc ăn, chị thấy phần cơm có mùi. Ngay sau đó, có hỏi mọi người có thấy mùi gì không? Mọi người nói có. Thế nhưng, mấy chị em bảo nhau, thôi, nuốt đại luôn đi. Khoảng 15 phút sau, thì chị cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay. Còn bệnh nhân Rư Trâm Đơ Du, công nhân bộ phận sỏ dây vào túi cho biết, trong lúc ăn, thấy phần cơm có màu xanh, mùi hôi. Do ngồi chung, đông người quá nên nuốt đại luôn. Khoảng 15 phút sau thì cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Theo cáo trạng, năm 2016, Lâm Thị Hồng Tâm, 51 tuổi, chú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thủ quỹ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, quen biết với Phạm Thị Huỳnh Như, 37 tuổi, nhân viên làm móng và spa. Năm 2018, do nợ nần, không có khả năng trả, Như trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Biết Tâm là thủ quỹ của trường, Như lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách rủ góp vốn kinh doanh, đầu tư chứng khoán. Sau khi nhận được tiền, Như thông báo tiệm nail, spa đóng cửa sàn chứng khoán bị sập nên không trả nợ. Năm 2019, Như nhờ Nguyễn Khánh Dương, 27 tuổi, quê Quảng Nam, chú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đóng giả người tên Hùng, rồi giới thiệu với Tâm là em họ, đang sinh sống kinh doanh gỗ ở Lào, rủ Tâm làm ăn. Sau đó, Như tạo tài khoản Zalo mang tên Hùng, nhắn tin kết bạn với Tâm. Với chiêu bài kinh doanh gỗ rừng ở Lào, nộp phí để lấy tiền chúng đánh bạc ở Malaysia, như nhiều lần trao đổi qua tài khoản Zalo giả này để vay mượn, dụ dỗ Tâm chuyển tiền. Để có tiền chuyển cho Như, mạo danh tên Hùng, Tâm dùng thủ đoạn gian dối rút tiền của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Cụ thể, Tâm được Hoàng Quang Huy, 35 tuổi, trưởng phòng kế hoạch tài chính, kế toán trưởng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, giúp đỡ rút tiền. Tâm dùng quyển xét ngân hàng, thiếu các nội dung, ghi thông tin và đưa Huy ký xác nhận. Rồi trình cho hiệu trưởng đoàn Quang Vinh, 62 tuổi, chú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ký duyệt. Vinh biết quyền xét không ghi rõ số tiền, nhưng vẫn ký, tạo điều kiện cho tâm điền số tiền cần rút. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện có sai phạm về tài chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc và lần lượt bắt giam Tâm, Huy, Vinh, Như, Dương. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, Tâm và Huy chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Để che giấu, Tâm và Huy hợp thức hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán. Bị cáo Đoàn Quang Vinh có hành vi ký xét chi không ghi số tiền cụ thể, không kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hàng tháng của trường. Sự buông lòng quản lý tài sản nhà trường của Vinh đã giúp Tâm và Huy chiếm đoạt tiền, gây thất thoát tổng cộng hơn 179 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định được sự giúp sức của Nguyễn Khánh Dương, Phạm Thị Huỳnh như lừa đảo chiếm đoạt của Tâm hơn 203 tỷ đồng. Bị cáo Đoàn Quang Vinh đã khắc phục số tiền hơn 9 tỷ đồng. Huy và Tâm tác động gia đình bồi thường khắc phục 70 triệu đồng, trong đó Huy 20 triệu đồng, Tâm 50 triệu đồng. Sau 2 ngày xét xử, chiều hôm 23 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm mức án tử hình, Hoàng Quang Huy mức án trung thân về tội tham mô tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Quang Vinh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như bị tuyên án trung thân và Nguyễn Khánh Dương mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.